Lỗi chủ. Càn Khôn Bát Bộ, Đại Nguyên Hoàng, Thái Đông Nam, Khiêu Tây Bắc. Tránh ra, tránh ra. Mao sư phụ không ổn rồi, Mao sư phụ. Tối qua có nhiều hồn ma quậy phá khắp nơi, lần này ông phải đích thân ra tay thì mới được. Rất nhiều hồn ma sao? Đúng vậy, cả sở cảnh sát cũng có nữa kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Con trai tôi tối qua bị ma dẫn dụ nhảy lầu, giờ vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Vợ tôi còn tội nghiệp hơn nữa, tối qua bà bị ma nhát sợ tới chết luôn rồi. Mao sư phụ à, ông làm ơn giúp chúng tôi. Đúng rồi, hết bọn yêu ma quỷ quá đó đi. Mao sư phụ à, chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Mao sư phụ làm ơn đi. Mao sư phụ à, chỉ còn người ta chạy dỗ ông chúng tôi thôi. Mao sư phụ làm ơn đi. Đôi khi Mao sư phụ chưa nghĩ ra cách giúp chúng ta thì sao? Mao sư phụ, những ông chủ này bị đám hồn ma quấy nhiễu, bây giờ bên ngoài phong ba bão táp, lòng người hoang mang. Sư phụ, sao lại có nhiều ma xuất hiện vậy? Xem ra là 14 tháng 7 mở cửa quỷ môn qua, đám hồn ma đó toàn bộ ra ngoài mới loạn như vậy. Nè, mọi người không cần lo, chúng tôi sẽ đối phó chúng. Hai đứa vô chuẩn bị đồ nghề đi nghe. Dạ sư phụ. Mọi người cứ chờ tin tốt của tôi. Cảm ơn Mao sư phụ. Ây da, bắt hết mấy ngày cũng không có bắt được con ma nào hết trơn á. Sư phụ à, bên phía Mao Tiểu Phương mới có mấy ngày đã bắt được 100+ rồi. Do sư phụ của tôi giỏi, bắt được nhiều cũng đúng thôi. Nè, cậu còn dám nói à? Cậu theo sư phụ cậu lâu như vậy à, không học được nhiều thì cũng học được chút chút, còn cậu cái gì cũng không biết. Không biết sư phụ cậu có phải bị đuôi rồi không? Sao bà có thể nói như vậy? Chuyện này không liên quan gì tới ông ấy, là do bà dở thôi. Có giỏi tự đi bắt đi. Nè, trả treo sao? Trả treo thì đừng có ăn cơm. Quỷ mà, đừng có phá, nằm yên đi. Ê cho ngươi chết. Thật chôn rồi, Mao sư phụ. Bắt hết mấy ngày, cuối cùng đại công cáo thành. Còn thiếu chút nữa, đem các hồn ma đi đốt hết mới đại công cáo thành được. Sư phụ à, anh con làm không lại chúng, hay con mang chúng vào trong trước nha. Thành à, sáng tiện coi bé Tôn thế nào rồi? Dạ, để tôi phụ anh cho. Quậy quá quậy nè, cảm ơn nha. Nằm im coi, nằm im, nằm im coi, chết tiệt. Quậy quá, phiền phức. Ây da. Con. Sư phụ, sư phụ. Rồi, rồi. Rồi. Vào trong. Sư phụ, sư phụ à, thầy 7 ngày 7 đêm chưa ngủ, thầy vô trong nghỉ ngơi chút đi. Đúng vậy mà sư phụ, thầy mệt mỏi như vậy, nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi. Sư phụ, chết rồi, bé Tôn mất tiêu rồi. Con tìm kỹ chưa? Tìm rồi, con lục tung hết rồi mà không thấy. Bé Tôn đâu rồi? Không lẽ Quyền Khôi đã đến đây bắt bé Tôn đi? Không đâu, Quyền Khôi hiện tại đang dưỡng thương, căn bản không có khả năng đưa bé Tôn đi. Hai đứa bé tìm kỹ lần nữa đi. Dạ. Tôi đã hứa với ông, sau khi hồi phục, tôi sẽ đưa bé Tôn tới gặp ông. Giờ tôi đã giữ lời hứa rồi đó. Nè,
trên đời này không có chuyện gì cho không cả. Nếu ông không muốn tôi giết bé Tôn thì lập tức ăn hết chỗ hồn ma này, sau đó giết chết Mao Tiểu Phương. Bộ ông còn sự lựa chọn nào khác sao? Mao Tiểu Phương cho rằng chính ông đã bắt bé Tôn đi, hắn sẽ giết chết ông. Điều duy nhất ông có thể làm là ăn hết chỗ cương thi này để tăng công lực lên gấp 10 lần, sau đó giết chết Mao Tiểu Phương. Đây là cơ hội cuối cùng mà ông có thể cứu bé Tôn. Anh đi. Bé Tôn! Bé Tôn! Bé Tôn à! Bé Tôn! Nguyên Khôi! Chạy trước đi! Chạy trước đi! Các bạn, Việt Nam các quan trọng, tôi TVB các chương trình là mấy hữu trang này, không biết à, tôi xin thuê xuất các Việt Nam luyện ngoại phần đồ, tôi chính xuyên cho Hải Lương các ngoại tình kịch tập, đợi các bạn, phải đi kích hạ bên link, like cùng subscribe nhé.